Chào các bạn, tôi là Nguyễn Văn Sơn, là sáng lập của hệ thống giáo dục Mark Academy. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một số các tình huống để mình xử lý các từ chối khi mà phụ huynh chúng ta đã chia sẻ rất là tâm huyết về chương trình của Học viện Toán Sơ Đồ. Và lúc này thì thông thường khi mà tôi đã từng tham gia rất là nhiều những cái trường hợp mà tư vấn và tương tác với các phụ huynh hay là đối tác thì tôi thấy là có một số các cái tình huống như thế này. Số 1 là khi mà các bạn tư vấn xong phụ huynh thì phụ huynh hay có một sự than phiền là con hiện tại học quá nhiều và lịch học thì dày đặc, không thể sắp xếp được tại học viện. Thì lúc đó các bạn có thể chia sẻ với phụ huynh như sau. Điều tiên các bạn phải xác định được đó là phụ huynh có đang thực sự mong muốn để có thể tạo điều kiện cho con học tại học viện hay không. Thì thông thường câu hỏi mà tôi hay hỏi phụ huynh như sau, đó là: thưa anh, thưa chị, những cái điều mà em vừa mới chia sẻ cho anh chị để biết thêm về một phương pháp mới để giúp cho các con phát triển năng lực tư duy, anh chị có thấy rằng điều đó có thể mang lại cái giá trị hoặc là bổ ích cho con nhà mình hay không ạ? À, dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Và để con tham gia cái chương trình này thì các con chỉ cần dành ra 1 tuần 2 buổi thôi. Và lịch học của bên em thì cũng rất là linh động, sẽ sắp xếp theo các ca. Đó là ca thứ 3, thứ 6, thứ 4, thứ 7 và thứ 5 chủ nhật. Nhưng bên cạnh đó, ca thứ 3, thứ 4, thứ 5 lại cùng một nội dung chương trình. Và ca thứ 6, thứ 7 chủ nhật lại cùng một nội dung chương trình. Cho nên là con hoàn toàn có thể là chỉ cần rảnh 2 buổi cặp lịch trong 1 tuần là con đã có thể sắp xếp được ca rồi. Và em tin được rằng nếu thực sự mà anh chị có thể mong muốn giúp cho con nhà mình có một môi trường học tập tốt, một người thầy, một phương pháp để giúp cho con có những sự đột phá, thì đây sẽ là một trong những cái lịch mà em tin được rằng anh chị có thể tạo điều kiện để cho con chỉ 2 buổi thôi anh chị ạ. Rồi, cảm ơn ạ. Thì đấy là trường hợp đầu tiên khi mà phụ huynh từ chối về lịch. Thì với bộ lịch của chúng ta thì rất là tối ưu. Và một ngày thì chúng ta có đến tận 3 ca và phổ biến dạy nhất, đó là ca 5, ca 6 và ca 7. Thì các bạn cũng lưu ý giúp cho tôi là khi các bạn tư vấn cho phụ huynh thì chúng ta cũng tìm hiểu kỹ về bộ lịch của mình. Bởi vì khi mà chúng ta tư vấn mà thấy rằng là cái bộ lịch đó thì hoàn toàn các con có thể linh động để sắp xếp 2 buổi, một buổi đầu và một buổi cuối tuần. Lý do số 2 thì tôi thấy đó là các phụ huynh hay thông thường trao đổi là ngại sự thay đổi. Ví dụ như là con đang học mà gia sư, con đang học những thầy các cô trên trường rồi và thấy rằng sức học của con cũng rất là tốt và con ngại sự thay đổi. Thì thông thường tôi hay chia sẻ với phụ huynh về 2 ý như sau. Số 1 đó là gì? Đó là em xin phép được hỏi anh, hỏi chị. Khi mà ngày xưa chúng ta đi học về phân số, về đạo hàm, về lượng giác, về tích phân, thì bây giờ các anh, các chị thấy rằng là chúng ta có dùng nó nhiều trong cuộc sống không ạ? À, dạ vâng. Thế thì chắc hẳn là đến bây giờ đa phần chúng ta đều không dùng nhiều đến các phần nội dung kiến thức này. Vậy thì cái giá trị gì của các con được hình thành sau quá trình các con đi học trên lớp? Và cái giá trị này nó chính là một nguồn động lực để giúp cho các con duy trì được năng lượng hàng ngày đi học. Và thưa với anh chị, về mặt kiến thức nó chỉ là bề nổi để giúp các con hình thành các quy tắc tư duy và hình thành được nhân cách sống để các con tự tin vững bước ra ngoài cuộc đời. Đó mới là giá trị cuối cùng sau mỗi một cái việc học. Và hiện tại thì ở tại nhà trường và những đơn vị giảng dạy theo cách thức truyền thống thì đang tập trung hơn vào góc độ các con trao dồi về mặt kiến thức để các con đi thi để đạt được những cái điểm số về mặt ngắn hạn. Thì chia sẻ với anh chị hơn đó là với tại Học viện Toán Sơ Đồ thì các em không chỉ dừng lại với cái mục tiêu đó mà các em còn hình thành sâu sắc hơn về mặt giá trị sống và các quy tắc tư duy cho con học sinh để các con nâng cao được năng lực giải quyết vấn đề và ra các quyết định của các con trong cuộc sống. Thì đó chính là những điều mà Học viện mong muốn cho các con học sinh. Thì đấy là ý đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh với phụ huynh để cho họ có một cái niềm tin, họ hiểu được cái giá trị về mặt phương pháp để họ có thể thay đổi, tạo dựng được cho con một cái cơ hội để con theo học tạo về Toán Sơ Đồ. Bên cạnh đó, cái điều số 2 là tôi nói với phụ huynh rằng là: thưa chị, em rất tâm đắc với một cái câu nói là nếu không có phương pháp thì người tài cũng lỗi, và nếu có một phương pháp đúng thì người bình thường cũng có thể trở nên phi thường.
Và ngày hôm nay con, các anh, các chị đều là những người, đều là những mầm mống tài năng, nhưng có thể những cái phương pháp, cách thức giảng dạy truyền thống nó đang chưa tạo ra những cái sự đột phá cho con của các anh chị. Và nếu các anh chị tin tưởng vào những sự chia sẻ và thực tế bằng những quá trình mà em đã vừa mới chia sẻ về mặt giá trị, kiến thức và sơ đồ cho các anh chị, thì hy vọng các anh chị có thể giúp cho con mình có một cơ hội. Và cơ hội đầu tiên đó là cơ hội của các anh chị và đến người mở lòng để tạo điều kiện để cho con được trải nghiệm với một phương pháp mới, một môi trường mới, để con có những nguồn năng lượng và sự tích cực mới để con đón chờ những điều tốt hơn. Đó. Thì đấy chính là hai cái ý mà tôi thường tư vấn để cho các anh chị, các phụ huynh chúng ta có thể phá băng được và thay đổi để tạo dựng được cho con học sinh những cái cơ hội. Và cái khó khăn nhất mà khi mà các bạn tư vấn chắc hẳn đó chính là xử lý vấn đề về mức học phí. Và khi mà xử lý về mức học phí thì tôi hay chia sẻ với các phụ huynh như sau. Đó là: dạ thưa anh chị, đây là những chương trình hoàn toàn rất đổi mới. Những chương trình này thì phải nói thật với các anh chị, nó không còn xa lạ với một số các quốc gia phương Tây hay như là tại Singapore. Thì đây là những chương trình mà đã được phổ cập và giúp rất nhiều các con học sinh để phát triển năng lực tư duy, và đó chính là cách giáo dục của họ. Thế nhưng mà khi mang về Việt Nam thì lại có rất ít các con học sinh được tiếp cận với những cách thức tư duy đổi mới như vậy. Và những cái chương trình này thì với tại Singapore thì cái mức học phí nó đâu đó nó chỉ rơi khoảng tầm 2.000 đến 5.000 đô. Thế thì đó là một mức học phí rất là bình thường với những người dân ở đó. Nhưng mà khi mang về Việt Nam với cái giá trị chương trình như vậy, với cái ý nghĩa và cái phương pháp, thì không thể có nhiều phụ huynh ở tại Việt Nam có thể đáp ứng được với cái mức học phí như vậy. Thế cho nên là với mong muốn mang cái chất lượng thực sự và vẫn cái phương pháp, vẫn cách thức, vẫn chương trình như vậy, nhưng cái mức giá thì lại rất là bình dân và rất là Việt Nam. Thế thì chia sẻ với anh chị, thực ra là mức giá học phí của bên em thì bọn em thu theo khóa, mỗi một khóa học thì là một năm thì chỉ có là 23.760.000 mà thôi. Đây là mức học phí niêm yết trên website đó. Thế nhưng mà cũng chia sẻ thêm với anh chị rằng là ngày hôm nay thì trong cái dịp mà gì ạ, bên em đang có những cái chương trình, thì tùy vào chương trình thì các bạn sẽ chia sẻ với phụ huynh, nhưng thông thường nó sẽ có một số các cái chương trình như sau: một là chương trình khai trương, hai là chương trình sinh nhật, ba là chương trình mà hướng tới một cái ngành nào đó. Thì với mỗi cái chương trình thì nó sẽ có những cái mức học phí được dành tặng học bổng cho con khác nhau. Nhưng các bạn cũng lưu ý, nhấn mạnh với phụ huynh rằng cái mức học bổng này sẽ chỉ dành cho các phụ huynh áp dụng là khi mà hoàn thiện cái hình thức thanh toán sau 24 giờ. Đó. Thế thì đến đây thì nó sẽ có một số các trường hợp xảy ra như sau. Có hai trường hợp phổ biến mà tôi đã từng rất hay gặp. Một là: em ơi, để anh để chị về nhà hỏi xem vợ, hỏi xem chồng, xem ý kiến của anh thế nào, bởi vì anh chị cũng mong muốn là có sự thống nhất giữa chồng và vợ. Thì với cái trường hợp này thì thông thường là phụ huynh họ đang chưa muốn đăng ký cho con học ngay và luôn, thì các bạn lưu ý đó là chúng ta rất có thể khó có thể chốt ngay lập tức. Thì lúc đấy các bạn có thể là trao đổi với phụ huynh rằng: đó là một điều mà em thấy là rất tuyệt vời, nhưng mà chia sẻ thêm với anh chị rằng là ngày hôm nay thì chúng ta gặp nhau đó là một cái duyên rồi. Em rất muốn là anh chị có thể là bằng một cái sự cởi mở của mình và tạo cho các con một cái cơ hội. Bởi vì nếu ngày hôm sau thì khi các anh chị quay lại thì nó sẽ còn không còn được cái mức giảm học phí như vậy nữa. Thì có một cách thức đơn giản em sẽ xin phép đề xuất với chị như sau này: ngày hôm nay thì có thể anh chị chưa cần phải đóng học phí đâu, đó, mà có thể tạo điều kiện để cho con có cơ hội được học hai buổi học tại Học viện Toán Sơ Đồ. Và cách thức để giúp cho con có thể có hai buổi học đó chính là việc các anh chị có thể là đặt cọc trước 500.000 để con có thể được mở mã học viên và được học hai buổi học đó để rèn luyện và làm quen với các kỹ năng như là kỹ năng tổng hợp kiến thức bằng cái công cụ sơ đồ, kỹ năng rèn luyện tư duy thông qua những cái bài tập. Thế thì cũng xin phép được thẳng thắn trao đổi với anh chị như này. Thế sau hai buổi đó thì nó sẽ có trường hợp đó là con cực thích và rất thích rồi,
thì điều này cũng mong muốn anh chị có thể tạo điều kiện để cho con tham gia những khóa học chuyên sâu của bọn em hơn. Thế còn lại thì nếu mà chẳng may bên học viện có thể chưa giúp được con thì đây cũng là một trong những cái trải nghiệm, và đặc biệt hơn nữa là cũng có cho con những kỹ năng mới, cách thức để con có khả năng tổng hợp, ghi nhớ kiến thức tốt hơn và được rèn luyện với những cái công cụ rèn luyện tư duy tốt hơn nữa. Đó. Thì đấy cũng chính là một trong những cái mà em tin được rằng với 500.000 thì nó là một khoản rất là nhỏ để cho anh chị có thể là ngay lập tức ra quyết định cho con có cơ hội được mở. Và điều mà em mong muốn sau cùng đó chính là để giúp cho con đầu tiên có được một nguồn năng lượng mới và có cái sự khai mở mới về một phương pháp tích cực hơn, thì nó phải đến từ những cái sự tích cực và sự chủ động của anh chị. Và anh nghĩ là đây là một trong những cách thức mà đơn giản để cho gì ạ, để cho chúng ta tạo điều kiện cho con. Anh chị có đồng ý chưa? Dạ vâng, cảm ơn anh chị. Thế thì đến đây thì lại có một cái trường hợp như thế này nữa, đó là khi mà phụ huynh mà đồng ý, đúng không ạ, nhưng mà bảo là thế thì theo em, em ơi, nếu mà con chị mà sau hai buổi đấy mà nó bảo là nó không thích hoặc là nó không có ý nghĩa gì, nó không giá trị gì, thì thông thường thì Sơn hãy tư vấn như này. Thực sự phải nói với chị, với anh rằng là cái quá trình mà chia sẻ với anh chị vừa rồi thì em cảm thấy rất là quý mến anh chị. Nhưng mà em xin phép được hỏi thật anh chị là những cái chia sẻ của em có thể giúp ích được cho anh chị và giúp ích được cho con không ạ? Nếu mà anh chị thấy là nó giúp ích được cho con thì em xin phép là nếu bất cứ có một cái trường hợp nào đó mà con nói rằng sau hai buổi học đó con không thích hoặc là con cảm thấy rằng nó không giá trị, thì em xin phép được hoàn lại toàn bộ cái phần đặt cọc cho anh chị, coi như là đây là một cái sự cam kết và lòng tin của em với anh chị và của học viện với anh chị. Thì cũng rất mong muốn là anh chị có thể tạo điều kiện để cho con làm việc đó chị ạ. Vâng, cảm ơn anh chị. Đó, và thông thường thì Sơn sẽ bắt tay anh chị. Và lúc này thì các bạn lưu ý giúp Sơn là các bạn cần phải tư vấn với một giọng điệu và cường điệu nó rất là mạnh mẽ, để lúc đó chúng ta khẳng định một niềm tin vào việc các con có thể giúp đỡ được cho con học sinh. Và đặc biệt hơn nữa, đây cũng chính là cái cách mà để chúng ta neo lại những cái cảm xúc, neo lại những nguồn năng lượng để cho các anh chị phụ huynh rất là dễ dàng ra quyết định. Và đấy là một số cái kinh nghiệm của tôi chia sẻ lại cho các bạn, để các bạn hy vọng là các bạn sẽ có những cái cách thức để chúng ta xử lý từ chối cho phụ huynh thật sự tốt hơn nữa. Còn bên cạnh đó thì cái lời sâu sắc nhất tôi muốn dành tặng cho các bạn đó chính là việc nếu các bạn chúng ta rất tự tin về chương trình, về sản phẩm rồi thì những cái bước xử lý từ chối sau đó thì nó không cần nữa, bởi vì câu chuyện cuối cùng của tư vấn và thuyết phục khách hàng đó chính là câu chuyện của niềm tin. Và cố gắng các bạn càng thị phạm, càng nhiều, càng trực quan, càng cụ thể cho các bậc phụ huynh, để các bậc phụ huynh chúng ta càng nhìn thấy, quan sát và cảm nhận được rõ ràng, sắc nét nhất về việc các con học tập như thế nào bằng những cái sự cam kết, bằng nguồn năng lượng của các bạn, thì tôi tin chắc rằng các bạn sẽ không cần xử lý đến những bước xử lý từ chối mà tôi vừa chia sẻ cho các bạn. Chúc các bạn sẽ có thật nhiều các phụ huynh mới và chia sẻ được nhiều giá trị mới cho các phụ huynh và các con học sinh. Chào các bạn.